phi. Ghê chưa, ghê chưa, xuống bắn Trời ghê chưa. trời nắng rồi mưa mưa rồi nắng Em chạy xỉu mưa luôn á mưa trời. mưa ơi, Thiệt nắng nắng muốn xỉu luôn nè, ở không có gì chơi ngồi cầu hết. Làm gì vậy? Bắn Ngồi nè. Súng bắn pin. Ơi nó ngày nãy thức vũ. thằng cháu em á bị dời á, cái ông chú mà gần gần nhà em á, sao mà ổng khoáng mà cây nhang mà hết đó trời, anh tin Dạ không? trời, bây giờ nóng Không có nực làm gì hết trơn nha, ổng chỉ làm gì nè là xong rồi đó. trời ghê vậy luôn hả? Làm gì xong kêu đi về đi, là Lấy không nhang nhảy chích ra luôn luôn. nè. Ừ, lấy cái nhang chích vô cái một Gần giờ ở là anh đây hết. chích cho. À, nói nghe nè, cái vụ mà phán dời phải không, bây giờ hình như là nhiều người mà bị dời leo lắm, biết Sao sao không? Trời nóng nóng. trời nóng nè, nực nè, là mà nhầm khi nó mọc ngay chỗ hiểm không à, Chỗ hiểm là chỗ gì ta? như là kẹt tay, kẹt nách, hoặc là bụng, hoặc là dưới đùi, hoặc là nó đấy mọc cái chỗ hiểm không à. Nhưng mà cái cách mà phán dời vậy không là bằng cái nhang phải không, để anh chỉ cho em luôn. Anh này anh biết. Biết không hả? Ừ, anh nói phán người ta mà. Hay thiệt nha, Bây làm giờ là năm cháu báo em hết xích lại đây, năm báo chỉ cho anh Liên Ngô là xích lại. Mới đầu người ta sẽ đốt cái nhang phải không, ta hỏi tên em là tên gì, thí á. dụ là bên đây là hỏi họ tên, giờ thí dụ bên đây là tên năm báo đi, kêu bằng năm báo đi cho dễ đó. Còn như em là Ngô Thị Trúc Ly phải không, thì đó thì sẽ mình mới đầu mình sẽ đốt cái nhang lên, cho cái nhang cháy lên nha. Đó, là mình phán được rồi. Cái này phán nhầm khi cũng hay lắm á, Nhưng nhưng mà thấy mà ổng đọc cái gì trong miệng đó không đúng ơi? rồi, người ta phải đọc chứ, nhưng mà người ta đọc á là người ta không nói ra cho mình biết. À, đây mượn cái tay đây, thí dụ á là như là ông năm báo bị là bị ngay cái chỗ này đi, trời chơi đốt 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 thuốc đó nè, bởi vì Sao vậy? Xăm mà đến xăm mình hả? xăm về nên chẳng cái thời mà trẻ trâu mà đi đi xào xạo vậy đó, đi châm thuốc trong này nọ đó Sao sao? đó. Đó Rảnh gì? rồi mở ai là ví dụ bây giờ ông năm báo là bị dời leo cái chỗ này đi, cái khu này đi, thì á là mình sẽ nói là mình nói á là ông tên tên họ người đó là bị dời leo, cho tôi xoay ba vòng, tôi thổi ba cái, Ba cái hả? ừ là cho người đó bị hết dời leo. À, là vậy là xong nè, xoay nè, một vòng, hai vòng, ba Ba vòng vòng. đó, thổi ba cái là xong là hết. Vậy À, hả? đơn giản thôi, cái này hình như là chắc là cái khói nhang nó hết hay gì á. Vậy hả? À, chứ không phải là cái tâm linh gì nó hết đâu, tại vì thật Wow. ra nó cũng hết á, nhưng mà không biết á là lý do nó hết làm sao. Thì đó em À, khô luôn, đúng không có rồi, nhảy cái nha. mình đi ra ngoài chỗ nào mình cắm cây nhang cháy tàn là nhang nó khô lại hết. Thì ra là như À, vậy. còn mà bây giờ em muốn á, mà chỉ anh chỉ cho em một cái cách chị và leo là hay cực kỳ luôn, sức một lần một là khô mài liền. Vậy hay cũng có sức À, ha, nhưng tự mà mình mình sức tự luôn mình hay làm được luôn, khỏi vậy cần hả? người khác làm, tại cái này á là mình đọc nhưng mà mình không có nói cho người ta biết, nếu mà người ta cái người mà bị á biết á là nó không hết. Thì À, cái là như vậy, bởi vì như cũng đọc nhỏ nhỏ như thôi là mà. nè, em là Ngô Thị Trúc Ly nè, là tên Ngô Thị Trúc Ly, lỡ có bị dời leo rồi cho tôi á là đốt cái nhang này, tôi xoay ba vòng, tôi thổi ba cái cho dời leo nó khô nó hết. À, rồi đem cây nhang cạm là hết. À, còn mà cái cách chữa mà bằng cái cây thuốc là để anh chỉ cho, cái này hay lắm nè, anh có mua nè. Gì hả? Ừ, nhà anh có nè, biết cái này cái gì không, Ít đậu xanh hả? đậu xanh Nấu chè ăn đi. không có đâu, chị về leo hay cực kỳ. Gì hả? À, chỉ bằng vài hột đậu xanh thôi là mình chị về leo được, một lần một là khô. Còn cái À, này sao, nấu ăn hay là à, sao? không có nè, bây giờ thí dụ mà bây giờ em đưa tay em đi, giờ thí dụ em là bị dời leo ngay chỗ này đi đó, đây đây thường thường dời leo nó bị gì đây phải không, đó nguyên cái khu này là bị dời leo phải không, thì em sẽ sử dụng đậu xanh. Cái này á, là cái bài thuốc rất là hay nha, em sử dụng một ít đậu xanh đây, khoảng một nhúm đậu xanh đây nè. Thường thường á là nam á là mình sử dụng 7 hộp, nữ á, Nữ chín là hộp sử dụng 9 hộp. Bây giờ em 9 hộp đây, hai nè, 2 4 6 8 9. Bây giờ em bỏ vào họng em nhai. Ừ, nhai cho nhừ ra nha, đừng nuốt nha. gì hả? Ừ, nhai thôi, nhai rồi á lấy cái bả đó đắp vô ngay chỗ giờ leo, bảo đảm là không, là trong vòng là khoảng một bữa sau thôi là nó khô mài lại liền. Ừ, Cũng hay vậy. tại vì trong cái đậu xanh nó có tính rất là mát, dời leo á thì nó rất là nóng, nhưng đậu xanh thì nó mát. Nhai 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 độn độn nghe nè, rồi đắp lên đó Cái là này nó đâm hết. được không anh? Không, cái này đâm không được, mình nhai thôi, tại vì nó sẽ cộng với cái nước miếng của mình á. Ngồi vậy? Ừ, là Vậy nó phải hết. không? Ừ, đó đắp lên cho nước nước chút xíu. Chết bà, rút hết nước luôn này. Ừ, nhai ra. Ừ, đó làm đắp lên ngay chỗ đó là ừ, đắp vòng 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 chỗ đó là tự nhiên nó sẽ khô lại. Đậu À, xanh hả? Lại à, đậu vậy? xanh
Tại vì đậu xanh nó mát lắm. Đúng rồi, đậu xanh thì mát. Ai mà bị giờ leo là cái chỗ đó nóng hực hực lên phải không? Đắp lên một cái là mát lại liền. Nhai như có nước nước chút ha, đừng có nhai mà kiểu như ly ngô khô quá thì khó đắp. Vậy ha. Ngon quá, nhai bé bé béo gút với chân nước từng trường rồi. Dạ, đậu xanh này nhai rất là dễ. Hoặc là ai mà bị, thí dụ mà mấy đứa con nít á, mà bị nó không có nhai được á, thì mình nhai đắp cho nó. Cái cách này á, thì cái cách nó rất là phổ biến. Hình như là cái cách này á, là mấy ông bà xưa là ai cũng biết hết chứ. Ai mà chị giờ leo cũng biết rồi về đậu xanh chứ. Đậu xanh nè, cứ nhai đắp lên. Cái này được một cái biết sao không? Mình tự trị cho mình được luôn. Mình khỏi cần nhờ người khác yêu cầu ai bị cái nhai đắp lên, nhai đắp lên. Anh suy nghĩ á, là cái này á, là do đậu xanh á, là nó mát, nó sẽ hết thôi chứ không phải là mà do mà phải 7 hột hay 9 hột gì á. Nhầm khi á, là thí dụ mà người ta bị dị ứng rộng quá thì mình nhai nhiều á, mình đắp lên. Đúng rồi. Hả? Nhưng mà chỉ nhai thôi không? Đúng rồi, nhai đắp lên là hết. Cái này giờ leo là cực kỳ hay đó. Ồ, đơn giản chứ. Đơn giản và hiệu quả lắm nha. Ai mà biết cái cách này thì nhớ comment bên dưới giùm mình nha. Tại cách mà chị giờ leo bằng đậu xanh nè. Còn thứ hai là cái cách phán hồi nãy á, cái cách phán hồi nãy thì mình không có tin vào cái vụ mà tâm linh hoặc là cái kia không, nhưng mà mình biết cái cách là chắc ăn hết nè. Thì đã định thấy mà cái clip mình có hay có hú hết á, nhớ bấm like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hoặc là biết thêm một cái cách nào mới hay hơn á thì nhớ comment bên dưới giùm mình với nha. Nó báo nấu chè, nó báo cho bột đậu này về nấu chè chút xíu tem mình ăn.